thì Tư Mã Đầu Đà thưa Quy Sơn Kỳ Tuyệt có thể họp 1.500 chúng, nhưng chẳng phải chỗ Hòa Thượng ở. Sao vậy? Hòa Thượng là người xương, núi kia là núi thịt, dù có ở đồ đệ chẳng đầy 1.000 núi đó là núi thịt, cho nên Hòa Thượng tuy phước rất nhiều mà qua đó đồ đệ không tới 1.000 như vậy thầy hơn trò, trò hơn thầy. Đáng lẽ là thầy có quyết biết hơn trò, thầy ở đâu thì đồ đệ đông đó, nhưng mà không phải, thầy ở thì chừng khoảng 500 không tới 1.000, còn trò thì ở tới 1.500. Thì như vậy để thấy cái duyên riêng của mỗi người, chứ đừng tưởng mình là thầy là hơn. Người ta có tự hỏi trong chúng ta có người ở được chăng, thì ngài Tư Mã nói đợi xem qua mới biết. Bá Tượng Sai thị giả gọi đệ nhất tọa đế tức thiền sư Hoa Lâm hỏi người này thế nào. Đầu Đà bảo Hoa Lâm tặng hán một tiếng, đi vài bước thưa người này không được. Chỉ cần tặng hán biết bước là biết thì ông sư này thật là ông giỏi về tướng và địa lý nữa. Bá Tượng Sai thị giả gọi điển tọa đế tức sư Linh Hiệu. Đầu Đà thưa đây chính là chủ Quy Sơn, nghĩa là thấy thì biết liền đó là chủ Quy Sơn. Tới lại Bá Tượng gọi sư vào thất dặn dò, ta có duyên tại đây, ngươi sẽ ở thắng cảnh Quy Sơn để nối tiếp tâm môn của ta và rộng độ kẻ hậu học. Hoa Lâm nghe tin này đến thưa con là thượng thủ, tại sao Linh Hữu được chủ trì? Không còn đòi. Bá Tượng bảo nếu ai hay ngay trong chúng này nói được một câu xuất cát sẽ cho trụ trì. Bá Tượng liền chỉ Tịnh Bình và hỏi chẳng được kêu là Tịnh Bình, nếu kêu là gì? Hoa Lâm thưa không thể kêu là cây lũng vậy. Bá Tượng lại hỏi sư đạp nhào Tịnh Bình rồi đi ra. Bá Tượng cười bảo để nhất tọa thế lui núi này. Bá Tượng và sai sư đến Quy Sơn. Chỉ cần cái Tịnh Bình không cho kêu Tịnh Bình, hỏi kêu cái gì? Ông sư kia nó kêu cái cây lũng, ngài không chịu. Mà chỉ cái tổ Quy Sơn đạp ngã không cho kêu, mà tôi đạp hút cái cho rồi. Thì như vậy đó thì tổ được chịu. Đó là hành động xuất cách. Hành động xuất cách thì như vậy thì được làm chủ Quy Sơn. Thì như vậy đó quý vị thấy, được cho đến núi Quy Sơn coi như là cái danh dự lớn, nhưng mà đến đó được cái chùa bao lớn, con dạo được bao nhiêu, đồ để có mấy, chỉ có cái núi xanh rừng rậm nó chỉ đó, cho tới đó tự trì cái núi không. Thì bây giờ tôi cũng kể quý vị tự trì, mà nó thì chỉ cái rừng nó giờ nó tự trì, liệu tự trì sao nó tự trì. Thì bây giờ ngày Quy Sơn đó, tổ có trận cử đi trụ trì cái núi không. Thì đây tổ lên núi đây. Nam quy cao gót, không có bóng người lao lãng, là hang ổ của cọp sói. Chư đến đây cất một an tâm, hàng ngày lượm trái lạch, trái dẻ làm thức ăn nuôi sống. Coi ra cử đi trụ trì cách như vậy. Trụ trì một cái núi không, qua đó là cất an tâm ở, rồi lượm trái lạch, cái giả để ăn làm cơm gạo, chứ mà không có cái gì hết. Đã 7 năm qua như vậy mà chịu đựng 7 năm. Một hôm sư tự nghĩ đạo cốt trí vật lại sanh, ở một mình chẳng phải. Sư bèn đi lần xuống núi, thấy cọp sói, sư bảo nếu ta có duyên với núi này, các ngươi nên đi cắm chỗ khác. Nếu ta không có duyên ở đây thì các ngươi cứ ăn thịt ta đi. Sư nói xong, các loài thú dữ đều đi tứ tán, sư trở về an yên ở như trước. Nghĩa là cái duyên phúc người ta đến rồi thì nói một câu cọ sói đều tuân lệnh ra đi hết. Còn mình nhớ lại thấy chắc nó sao, chắc nó dò mình chắc không kịp. Quý vị thấy người xưa cử đệ tử đi trụ trì như vậy đó, đâu cần phải lo chùa lo chuyện gì, chỉ ngọn núi đó lên đó để sau này rồi quá độ cho người ta làm sao sống làm không thành nghĩ tới nữa. Lên như vậy đó là tự cất ăn ở, tự lượm trái cây ăn mà sống, chịu đựng mà 7 năm như vậy đó thì thấy người xưa cái sức kham khổ tới ngần nào.
7 năm trời ở trong rừng của một mình mà không có cơm, không gạo gì hết. Không bao lâu dân cư dưới chân núi từ từ hay biết, họ rủ nhau kéo lên núi cách một ngôi chùa cho sư. Sau này liên soái Lý Cảnh Nhượng tâu vua xin ban hiệu chùa, vua ban hiệu là Đằng Khánh. Kế đến có thượng tọa Đại An và một số chúng từ bá trưởng đến phụ tá sư. Đại An nói: tôi sẽ làm điển tọa cho hòa thượng. Số chúng lần lần lên đến cả ngàn. Tướng quốc Bùi Hưu cũng thường tới lui thưa hỏi chỗ huyền ảo. Thì như vậy, từ một người đơn thân độc mã ở trong rừng rú với bầy cọp bầy sói, rồi từ từ lên tới cả ngàn, rồi sau cùng tới 1.500 người đồ đệ. Thì quý vị thấy trong núi đó là tín đồ đâu mà cho cơm cho gạo mà sống tới 1.500 người. Thì tất cả đều phải trồng trà nè, phải làm lúa, làm rẫy lấy mà ăn, chứ đâu có được thông thả. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải sống theo cái nước đó là tức là phải khai rừng, rồi phải trồng cây, trồng lúa, cuốc rẫy rồi lấy mà ăn, thì như vậy sống mới được. Sư Thượng Đường giải chúng: phàm tâm của người học đạo phải ngay thẳng chân thật, không dối gạt, không tâm hạnh sau lưng trước mặt lừa phỉnh, trong tất cả giờ thấy nghe bình thường, không có chiều uống, cũng chẳng phải nhắm mắt bịt tai, chỉ lòng chẳng chạy theo vật là được. Từ trước chư thánh chỉ nói bên nhơ bợn là lỗi lầm, nếu không như thế lòng nhiều nghĩ ác là việc tình kiến tưởng tập. Ví như nước mùa thu lắng đứng trong trẻo, lặng lẽ không động không ngại, gọi người này là đạo nhân, cũng gọi là người vô sự. Đây là ngài dạy thiết tha cho chúng ta biết người học đạo cần phải ngay thẳng chân thật, đừng có cái tâm dối gạt khỉnh lừa vân vân. Phải sống một cách ngay thẳng chân chính. Nói ngay thẳng chân chính nó không phải bịt tai nhắm mắt, mà chỉ là lòng chẳng chạy theo vật là được. Tâm mình mà không chạy theo vật là được. Còn nếu tâm mình nó dính với vật thì cái đó là sai. Thì như vậy tai cũng vẫn nghe, mắt cũng vẫn thấy, mà nghe không bị cái tiếng làm cho mình phải sao động, thấy không bị cái sắc nó làm cho mình quyến luyến, thì như vậy nghe thấy có lỗi lầm gì. Cho nên đó là chỗ mà đạo đó, nghĩa là bên như vậy và bên nhiễm ô là lỗi lầm. Nếu không như thế lòng nhiều nghĩ ác, việc tình kiến tưởng tập. Tức là nghĩ ác là nghĩ gì? Nghĩ về cái tình kiến, về cái tưởng tập. Tình kiến tức là cái tình chấp thương ghét, tưởng tập tức là những cái thói quen, tưởng tượng cái này cái nọ, bảo mình tâm mình ví như nước mùa thu lắng đứng trong trẻo, lặng lẽ không động không ngại. Đó, tâm mà được như nước mùa thu lắng đứng trong trẻo như vậy đó, thì người đó mới gọi là đạo nhân, người đó mới gọi là người vô sự. Còn nếu tâm mình nó còn sao động, nó còn ô nhiễm thì chưa gọi là đạo nhân. Tuy cạo tóc ở chùa cũng chưa gọi là đạo nhân. Khi ấy quý vị tăng hỏi: người được đốn ngộ có tu chăng? Sư bảo: nếu người khi thật ngộ được gốc thì họ tự biết tu cùng không tu là lời nói hai đầu. Như nay có người sơ tâm, tuy từ duyên được một niệm đốn ngộ chân lý nơi mình, nhưng vẫn còn tập khí, nhiều kiếp từ vô thủy chưa có thể chấm sạch, nên dạy hắn trừ sạch dần thức tạo nghiệp hiện tại, tức là tu vậy. Không nói có một pháp riêng, dạy hắn tu hành thú hướng, từ nghe nhập được lý, nghe và lý sâu màu,
tâm tự tròn sáng, không ở chỗ mê lầm. Hiện thời dù có trăm ngàn diệu nghĩa thăng trầm, hắn vẫn được ngồi yên mặc áo, tự viết tạo sinh kế. Cái đoạn này thì thấy rằng hỏi cái người đốn ngộ có tu hay chăng, thì ngài nói rằng cái người đốn ngộ mà thực tình họ là cái người nắm được cái gốc rồi, thì cái chuyện tu hay là không tu là hai bên thôi, nó không có quan trọng. Nên nắm được cái gốc tức là đủ, còn nói tu không tu chuyện là hai bên. Nhưng mà như chúng ta là cái kẻ sơ tâm, được một chút duyên lành cho nên ngộ được cái chân lý nơi mình, nhưng mà cái tập khí hư xấu loạn tưởng nó chưa có sạch, thì lúc đó nên tu hay không nên tu? Vì vậy cho nên đây nó là dạy hát, tức dạy những cái kẻ mà đốn ngộ mà còn tập khí nhiều đó, trừ sạch dòng thức tạo nghiệp hiện tại, những cái dòng tâm thức chạy theo sáu trần để tạo nghiệp đó, trừ sạch cái đó đi, thì như vậy gọi nó là tu. Thấy không? Tu là gì? Tức là cắt đứt cái dòng tâm thức chạy theo sáu trần thì gọi đó là tu. Chứ sự thật ra tâm tâm thể nào có tu? Không có nói một pháp riêng giải hắn tu hành thú hướng đó. Từ nghe nhập được lý, rồi nghe và lý được sâu màu, rồi tâm tự tròn sáng, không còn ở tâm mê lầm nữa, thì được như vậy. Thì hiện thời dù có trăm ngàn diệu nghĩa thân trầm, hắn vẫn được ngồi yên mặc áo, tự viết tạo sinh kế. Thì nghĩa là người mà thực tình trở về được cái gốc đó, thì ở bên ngoài có bao nhiêu việc thân, việc trầm, chúng ta vẫn an nhiên, tự tại, vẫn có cái chỗ để chúng ta sinh sống. Chứ không vì sự thân trầm bên ngoài mà chúng ta bị nó lôi cuốn. Nói tóm lại, chỗ lý chân thật không nhận một mãi bụi, trăm cửa muôn hạnh chẳng bỏ một pháp. Nguyên cái câu này là thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Nhưng mà rất tiếc, người sau này hay nói, thì phần nhiều hay nói vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, mà ít có nói thật tế lý địa bất thọ nhất trần. Khi nào ở trên cái đất thật tế á, mà mình không có dính một mãi bụi á, thì lúc đó trên muôn hạnh mình không bỏ một pháp nào hết. Ở trên cái đất thật tế, đất thật tế là đất gì? Cái đất thật tế này, thật tế lý địa, tức là cái lý, cái đất lý thật tế đó, giống như cái chỗ mà Lục Tổ nói bản lai vô nhất vật đó, đó là chỗ cái đất thật tế đó. Thì hà xứ thọ cần ai, thì đây là bất thọ nhất trần, không có dính một mãi bụi. Thành ra hai cái lý chân thật nó không dính một mãi bụi, nhưng mà trên vô hạnh thì không bỏ một pháp nào. À, như vậy cái người tu mà đạt được cái chỗ thật tế rồi, thì trên vô hạnh tùy duyên mà làm, cái gì cũng là Phật pháp hết. Còn nếu mình không có đạt được cái lý thực tế đó, thì muôn hạnh làm hạnh nào cũng trở thành để chấp trước hết. Đó là cái bệnh hay là không bệnh, tại ngộ và chẳng ngộ lại. Nếu được như vậy là một mình cầm đao thẳng vào, lòng phàm thánh sạch, hiện bài trên thường, lý sự không hai, tức Phật như như. À, được lại tức là trên cái lý thực tế mình không dính một mãi bụi, trên muôn hạnh mình không bỏ một pháp, thì người đó là đơn đao đột nhập đó, tức là một mình cầm đao thẳng vào, lòng phàm thánh sạch, hiện bài trên thường. À, lý sự phân hai, lý là thực tế lý địa, sự là vãng hạnh môn trung, mình đều thấy không hai, thì người đó tức là Phật như như. Thiền sư Huệ Tịch là ngưỡng sơn hỏi: trăm ngàn muôn cảnh đồng thời đến, phải làm sao? Sư đáp: sanh chẳng phải là vàng, dài chẳng phải là ngắn,
các pháp mỗi pháp ở địa vị của nó chẳng can hệ đến việc của ta. Ngài ngữ sơ hỏi, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ đến? Sư chỉ lòng đèn bảo, lòng đèn rất tốt. Ngữ sơ thưa, đâu chỉ cái ấy là phải sao? Khi đó, cái ấy là cái gì? Thì ngữ sơ thưa, lòng đèn rất tốt. Thì sư đáp, hẳn là chẳng thấy. Thì như vậy, tại sao mà Ngài nói sao như nói lãng như thế nào đâu? Bây giờ trước hết, Ngài Huệ Tịnh hỏi rằng, trăm ngàn muôn cảnh đồng thời đến, phải làm sao? Thì Ngài dạy, sanh chẳng phải là hoàng, dài chẳng phải là ngắn. Các pháp mỗi pháp ở địa vị của nó, chẳng can hệ đến việc của ta. Là sao? Bây giờ thí dụ như chúng ta, trước mắt chúng ta trăm ngàn hình tướng, nó vàng trải đầy dãy, thì lúc đó chúng ta phải làm sao? Chúng ta nên nhắm mắt hay nên mở mắt? Mở mắt để làm chi vậy? Nếu mở mắt rồi thì chúng ta thấy cái này đẹp, thấy cái kia xấu, rồi ta mới lộn xộn làm sao? Tuy nhiên là mở mắt, nhưng mà xanh vẫn là xanh, vàng vẫn là vàng. Cái nào ở địa vị cái nấy, tâm mình đừng kẹt vào đâu, thì có lỗi làm gì, phải không? Đó, đó là cái ý của Ngài chỉ cho mình thấy. Mắt vẫn thấy, nhưng đừng có kẹt vào một cái nào, thì tất cả pháp đều ở bản vị của nó, không có gì gọi là lỗi lầm hết. Lỗi lầm là tại mình kẹt, nếu mình không kẹt thì còn có gì lỗi lầm. À, vì vậy cho nên nếu là ngày ngưỡng sơ, ngày nghe câu đó thì ngày nhận được, nhưng giờ ngày hỏi một câu khác, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ đến? Nghe câu đó thì tổ quý sơn ngài chỉ cái lòng đèn bảo lòng đèn rất tốt. Thì mình thấy hôm qua một vị khác hỏi, thì một vị thiền sư đó là phất tử bằng lông rùa, cái gì nữa, cây gậy bằng sừng thỏ, ông cố chỗ nào? Thì nó là chỉ lòng đèn rất tốt. Thì những cái câu đó nó là sao? Những cái câu đó là sao? Như vậy là ý tổ sư tuyển độ sanh thế nào? Bí mật hoàn toàn bí mật. Thì ngài Nguyễn Sơn cũng là sao cả, đâu chỉ cái ấy là phải sao? Cái đó đó chưa phải. Thì tổ sư Sơn hỏi là cái ấy là cái gì? Thì ngài Nguyễn Sơn đáp là lòng đèn rất tốt. Xác định cái ấy là cái đó. Thì ngài đáp hẳn là cũng thấy. Thì như vậy chúng ta thấy ý tổ sư tuyển độ sanh chưa? Thấy chưa? Như vậy tổ sư từ Ấn Độ sanh có ý là không có ý? Có ý hay là không có ý? Tổ sư từ Ấn Độ sanh chỉ là thời tâm. Chưa từng chúng đi hái trà đó, bây giờ đó chúng ở đâu người có tầm trà rồi ha, thì thành ra bữa nay đi hái trà đây. Sư bảo vợ tịch chọn ngày hái trà chỉ nghe tiếng con mà chẳng thấy hình con, há hiện bổn hình cho ta thấy con. Nghe tiếng nói ông tròn đó mà không thấy hình, bây giờ hiện bổn hình cho ta thấy con. Vợ tịch liền đặt cây trà, sư bảo con chỉ được cái dụng của nó, chẳng được cái thể của nó. Vợ tịch thưa, chưa biết hòa thượng thế nào khi im lặng. Thì vợ tịch thưa, hòa thượng chỉ được cái thể của nó, không được cái dụng của nó. Thì ngày đó cho con 20 gậy. Như vậy là sao? 20 gậy đó là phạt hay là thưởng? Sao là thưởng?
Mình là hiểu thầy mà thưởng. Thành ra mình thấy coi như là thầy trò giới nè. Bây giờ hái trà tối mai giờ tôi nghe tiếng của ngươi mà không có thấy cái hình của ngươi. Đâu ngươi thiện bốn hình phải coi đặt trà khát khát thiện bốn hình rồi đó. Thì ngài nói như vậy thì con như được cái dụng mà không được cái thể. Thì hỏi cái hòa thượng, còn hòa thượng thì sao? Miếng im, im liền. Thì đáp lại hòa thượng chỉ được cái thể mà không được cái dụng. Thì ngài liền cho con 20 gậy, tha 20 gậy. Đó, thì như vậy đó quý vị thấy thầy trò nói chuyện có đạo lý gì không? Khi ngồi vệ tịch đi vào, sư bảo tịch con hãy nói mau chớ vào ấm giới. Thấy giờ đi nói mau thì đừng học chớ vào ấm giới, nói cái gì vậy? Vệ tịch thưa, vệ tịch tin cũng chẳng lọc. Ngài bảo con tin rồi chẳng lọc hay chẳng tin mà chẳng lọc? Vệ tịch thưa, vệ tịch chỉ là vệ tịch là chính cái gì? Chỉ là vệ tịch là chính cái gì? Ngài nói nếu thế ấy chỉ là định tánh thanh văn, vệ tịch Phật cũng chẳng lọc. Ngài vừa nói mau chớ vào ấm giới, tức là nói cái câu gì mà đừng có dính trong ấm và giới vậy. Mà vệ tịch nói vệ tịch tinh cũng chẳng lọc, tinh cũng chẳng lọc đó là không có kẹt ấm giới. Nhưng Ngài chê, có Ngài liền đặt câu hỏi tinh rồi chẳng lọc hay chẳng tinh mà chẳng lọc? Thì Ngài vệ tịch Ngài liền liền tránh. Thì cái câu Ngài hỏi đó là câu dương bảy á. Thấy không? Thì vệ tịch Ngài né qua bên, chỉ là vệ tịch là tin cái gì? Thành ra tin hay không tin không thành vấn đề, vệ tịch là vệ tịch thôi. Thì Ngài nói nếu vậy thì chỉ biết vệ tịch. Vệ tịch quý vị nhớ, vệ tịch là sao? Là cái trí huệ lặng lẽ. Mà trí huệ lặng lẽ như vậy là đỉnh tánh chứng văn rồi. Cho nên cái câu nói thì nói tên của mình, nhưng mà đây tổ đã và nếu vậy thì là đỉnh tánh chứng văn rồi. Thì Ngài sửa lại, vệ tịch Phật cũng chẳng lọc.